Alo mọi người, đi Nha Trang cùng nhà mình nhé. 8 giờ tối thì gia đình mình đã có mặt tại bến xe miền Đông để mua vé. Đến 9 giờ thì nhà mình bắt đầu di chuyển lên xe, khởi hành đến Nha Trang. Sau 9 tiếng thì cũng đã đến Nha Trang rồi mọi người ơi. Cả nhà đang ngồi đợi xe trung chuyển chở đến khách sạn để nhận phòng. Chị nói ấy, là chị lên xe chị ngủ gục luôn á, không có nghe tiếng mọi người kêu chị luôn. Chán hết rồi. Phim hả?
Đấy. Chân dung cô bé sợ cá, đi lấy cái nón che. À bé sợ con cá này nè. Hết rồi. Cá mà có gai gai nãy á. Phào rồi. Mình có hai chỗ là đuối rồi. Đây nè, anh đang nhiệt chính nè.
À. Tất cả chúng ta cũng được hơn.
trên chỗ này là dân Sài Gòn, dân Nam thôi. Dân Nam từ Bắc. Từ Bắc về đến chỗ này. 23 hồng nhiều quá, chúng đi ra cổ phải không? Đi ra cổ tôi thì hay có chị Hải. Bây giờ bé lớn rồi, bé chỉ thích ngủ một mình một giường thôi, bé không còn thích ngủ chung với ba mẹ nữa. Đúng rồi. Chúc bé ngủ ngon nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Ok.